Rồi, xin kính chào quý vị. Hãy có mình đang có mặt ở đường Bạch Đằng Sơn, Tân Bình, phường 7, chiều ngày 3 tháng 10 2017. Trời là Sài Gòn đang mưa lâm râm nữa vậy. Giờ là giờ tan tầm, học sinh đi làm về kẹt xe.
đâu lời nha. Lên ngã tư Lê Hiền.